thủ tướng, xây dựng sân bay Long Thành, ai không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm. Cùng đi có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo văn phòng chính phủ, các bộ giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, tài chính, kế hoạch, đầu tư, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Theo chủ trương đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 2015, sân bay Long Thành được xây dựng với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong đó, việc xây dựng sẽ chia làm 3 giai đoạn. Tổng mức đầu tư khai toán cho toàn bộ 3 giai đoạn của dự án là 336.600 tỷ đồng, tương đương 16 tỷ USD. Trong đó, riêng giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ USD. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai dự án là dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đầu tư, xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1. Về dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021 và giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, làm chủ đầu tư. Nội dung dự án thu hồi diện tích hơn 5.364 ha thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với 5.541 hộ dân và 18 tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thu hồi với tổng diện tích hơn 4.108 ha trên 4.946 ha, đo đạc thực tế, đạt 85%. Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 với tổng mức đầu tư là 466.489 triệu USD, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2025 gồm 4 dự án thành phần. Lễ khởi công đã được tổ chức vào tháng 1 2021, phấn đấu hoàn thành vào năm 2024 và đầu năm 2025 đưa vào khai thác giai đoạn 1. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đang chậm so với kế hoạch. Tại cuộc làm việc với Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trăn trở, cho rằng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là dự án lớn, trọng điểm quốc gia, song đến nay nhiều việc vẫn chưa đi vào vận hành trơn tru. Đến nơi làm việc của Ban Quản lý Dự án cũng chưa có, thì liệu 4 năm nữa dự án có hoàn thành được không? Thủ tướng đặt câu hỏi. Theo Thủ tướng, tư duy, cách tổ chức, làm việc như hiện nay là chưa ổn. Do đó, các bộ, ngành, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, đổi mới cách làm, tập trung thảo luận tìm ra giải pháp cụ thể để làm cho từng ngày, từng tháng, từng đầu công việc, bám sát công trường, yêu dự án, yêu công trình như con cái mình thì mới chăm chút, thúc đẩy dự án được. Đề nghị các bộ, ngành, đơn vị bàn rõ việc, rõ trách nhiệm, ai làm được thì quyết tâm, ra sức thực hiện, ai không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm, Thủ tướng nhấn mạnh. Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án, đồng thời quy hoạch, xây dựng các công trình, dự án liên quan để khai thác đồng bộ với công trình trọng điểm này, công tác quản lý trật tự xây dựng trong khu vực. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, các bộ, ngành, đơn vị đã có nhiều cố gắng, song trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, chưa xứng tầm với công trình trọng điểm quốc gia. Do đó đang có những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Nếu cách làm cứ như hiện nay thì chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu là, đến năm 2025 khánh thành giai đoạn một dự án. Do đó cần có thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề phù hợp với tình hình mới, và với tầm vóc của công trình trọng điểm quốc gia, tổng thể, đồng bộ, liên thông, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, có kiểm tra, kiểm soát, chống tiêu cực, lợi ích nhóm. Tổ chức thực hiện phải bám sát thực tiễn, bám sát tình hình để có lộ trình cụ thể cho từng việc. Phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phải nhịp nhàng, uyển chuyển, phân cấp, phân quyền rõ ràng. Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phải chịu trách nhiệm, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, phải đảm bảo cho người dân phải di rời có cuộc sống tốt hơn, khi ở nơi ở cũ và năm sau tốt hơn năm trước. Đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị phải triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Bên cạnh đó, các bộ, ngành phối hợp với địa phương để xây dựng quy hoạch, đồng bộ các hạ tầng kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các ngành và các đơn vị liên quan phải đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước, viễn thông và các hạ tầng khác cho dự án. Ban quản lý dự án phải sắp xếp nơi ở, làm việc tập trung, liên thông. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.